Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Và mình cũng rất cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình. Và mình cũng rất mong là sẽ được sự ủng hộ của các anh chị các bạn trong thời gian sắp tới. Và hôm nay nhà mình có làm hai con gà các bạn, mình nấu cháo. Mời các bạn cùng xem nấu cháo gà cùng mình nha. Và ở đây mình có hai con gà các bạn. Cái gà này là gà nồi của mình các bạn, mà nó lai gà tre các bạn, nó nhỏ nhỏ không, cho nên mình nấu cháo nó ăn các bạn. Gà này nó có trứng nữa các bạn, sắp đẻ luôn rồi. Gà tơ các bạn, nhưng mà nó có trứng nè, nó lai gà tre các bạn nhỏ xíu. Gà này gà mình nuôi vườn, ăn nó thịt nó ngon, nó dai, nó ngon hơn gà công nghiệp các bạn. Và ở đây cái nồi nước cháo nữa các bạn, mình để nó đã sôi nè, giờ mình sẽ để gà vào nha các bạn. Gà này nó mập luôn các bạn, nó vàng tươi. Cái nồi này hơi nhỏ các bạn ơi. Nó có cái trứng ở trong bụng luôn nè các bạn, mình không có biết nó sắp đẻ luôn. Mình thấy nó nhỏ quá, mình làm thịt ăn luôn. Rồi đây mình sẽ nấu cho nó chín nha các bạn. Và mình để vào đây một muỗng muối nha các bạn. Hai muỗng đường. Và một muỗng bột ngọt đó các bạn. Rồi để ăn với cháo thì mình có bắp chuối các bạn. Bắp chuối này vườn nhà mình bẻ và mình ăn luôn, không có mua các bạn. Mình xắt bắp chuối các bạn. Cái bắp chuối mình lật cái bề dưới mình sắc không vậy nè các bạn, nó không có cái hoa nó trong, nó không có rớt ra nước nhiều các bạn. Mình sắc chừng nào tới cái khúc đầu đó các bạn, mình sẽ xẻ ra làm hai, mình lấy cái mình lột cái bẹ nó thôi các bạn. Đây này, cái này sắp tới rồi các bạn. Mình ăn cháo mình thích nhất là ăn như bắp chuối các bạn. Bắp chuối ăn nó ngon. Rồi còn cái phần đầu này mình sẽ lấy cái phần bẹ như này các bạn, mình lột ra. Mình lấy gì mình cuốn lại mình bào tiếp tục nha các bạn. Trong cái thau nước này nãy mình có để chanh vào các bạn, cho cái mắt chuối nó đừng có đen các bạn.
Rồi mình đã sắt rồi, mình rửa xong các bạn. Rồi mình để vào đây một ít dao nữa các bạn. Như mình gà mình nó cũng sắp chín rồi các bạn ơi, mình chở nó lại các bạn. Mình cào với cái đáy nồi các bạn để cháo nó khét. Nồi này hơi bị chặt quá. Hai con. Một nồi luôn. Gà nó mập nhìn ngon các bạn, gà cái da nó vàng tươi các bạn. Rồi các bạn ơi, gà mà mình đã chín rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đem ra ngoài các bạn. Cái da nó vàng tươi này, nhìn là muốn chảy nước miếng nè các bạn ơi. Gà nó ngon quá, vàng nè các bạn. Rất là ngon luôn. Hôm nay mình đã vớt ra ngoài hai con gà các bạn, mình sẽ xé nó ra các bạn, nóng quá trời nóng các bạn ơi. Lấy đôi đũa mình xỉa nó mới được, gà nó nóng, nhìn con gà là nó vàng mắt một thèm các bạn. Gà này ăn cái thịt nó dai dai mà nó ngọt hơn cái gà công nghiệp các bạn. Cây nhà lá vườn các bạn ơi, nuôi gà vườn mình ăn nó ngon, nó hơi lâu lớn một chút nhưng mà ăn nó ngon các bạn. Và các bạn ơi, đây là sản phẩm món cháo miền Tây của mình đã xong các bạn ơi, ăn cháo gà với bắp chuối các bạn. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Các bạn xem video nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.